Những ngày này trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, bà con nông dân đang tích cực ra đồng để thu hoạch vụ lúa đông xuân năm 2020-2021. Được biết, vụ đông xuân năm 2020-2021, huyện Tuyên Hóa gieo trồng gần 1.450 ha lúa, chủ yếu là các giống lúa Phong Nha, QS88, ST24, HN6, PC6, P6, HT1, VN2. Ngay từ đầu vụ, được sự hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, chính quyền địa phương tập trung hướng dẫn người dân phòng trừ sâu bệnh, chủ động nguồn nước tưới cho cây trồng, do đó cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, vào cuối vụ, do ảnh hưởng của những trận mưa lớn, lốc xoáy đã làm nhiều diện tích bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo thống kê, toàn huyện có 105,1 ha lúa bị gãy đổ hoàn toàn. Bà con đã nỗ lực khắc phục nhưng năng suất lúa vẫn bị giảm. Theo kết quả đánh giá ban đầu cho thấy, năng suất lúa bình quân toàn huyện dự ước đạt gần 59,87 tạ trên 1 ha, sản lượng 8.817 tấn. Hiện, bà con nông dân cả địa phương huyện Tuyên Hóa đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa. Một số xã thu hoạch gần xong như xã Mai Hóa, Tiến Hóa, Châu Hóa, Thuần Hóa. Bên cạnh đó, huyện Tuyên Hóa tích cực chỉ đạo bà con nông dân các địa phương thu hoạch quần chiếu hết diện tích, đảm bảo các điều kiện cần thiết để sản xuất vụ hè thu theo đúng khung lịch thời vụ đã đề ra. Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch trên 40% diện tích, dự tính đến cuối tháng 5, việc thu hoạch lúa vụ đông xuân cơ bản hoàn tất.